vừa có điện dùng mà lại vừa đẹp. Đó, chắn mưa nắng luôn. Giá thì nó rẻ như là gạch đã hoa các bạn. Đó. Phơi nắng là ra điện luôn. Quạt chạy về về. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên cho các bạn một cái combo pin mặt trời với giá cực kỳ rẻ luôn. Ở đây nó sẽ có bao gồm là hai cái tấm pin Mỹ các bạn nha. Mỗi tấm này nó sẽ có trên dưới là 70W, bởi vì tấm pin Mỹ này nó để rất là chính xác. Ví dụ như là khoảng tầm 68W hay 70W hay 72W thì nó đè luôn trên tem các bạn ạ. Và cái loại này thì gọi là 70W các bạn nha, tức là nó cho phép xê dịch trên dưới 70W một chút. Đó thì các bạn nhìn thấy cái tấm pin Mỹ này nó rất là đẹp, và cái công nghệ này thì nó khác với các cái tấm pin chúng ta đang biết nha các bạn nha. Chúng ta sẽ không nhìn thấy cell của nó đâu, mà chúng ta chỉ thấy một cái màu đen cực kỳ đẹp bóng lọng luôn. Và cái giá của nó thì nó chỉ rẻ như một cái mặt kính thông thường các bạn, chứ không phải là cái pin. Đó. Pin này là mỗi một tấm này thì sẽ có cái giá là 300.000 trên một tấm, và sẽ bán từ hai tấm. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một cái combo là bao gồm hai tấm pin, hai tấm pin này và cộng thêm với một cái bộ sạc riêng các bạn nha. Bộ sạc này hoặc là nó có thể dùng để mà đổi nguồn, tức là cái pin này nó sẽ ra là 40V một tấm và chúng ta sẽ mắc song song hoặc nối tiếp tùy. Nhưng mà đối với cái bộ sạc này thì nó sẽ sử dụng là hai cái tấm này sẽ là nối song song nha, để nó lấy cái áp là 40V. Mỗi một tấm này là 40V, chúng ta đấu song song như là hai tấm đều là 40V, nhưng mà cái dòng nó sẽ lớn lên. Đó, đây chính là cái bộ chuyển đổi nguồn này cũng như là bộ sạc. Và cái mô hình này thì chúng ta có thể là chạy trực tiếp cho các thiết bị 12V, cực kỳ ngon luôn, cứ nắng lên là chạy. Và với cái khí hậu miền Bắc bây giờ thì mình đang phải mặc áo khoác luôn các bạn nha. Cho nên là nắng này thì nó cũng phải nói là chưa đạt được cái hiệu suất tối đa của hai tấm pin này. Và với cái mô hình này, hai tấm pin Mỹ kia cộng thêm một cái bộ sạc hiệu suất cao này thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp cho các thiết bị 12V, ví dụ như là quạt bóng đèn 12V. Đó, và chút nữa thì mình sẽ thử cho các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể sạc cho hệ bình ắc quy 12V hoặc là 24V. Ví dụ như ở đây mình đang có 4 cái bình để mô phỏng cho các bạn là hệ 24 này, hệ 24 40A các bạn nhá. Thì chúng ta vẫn sạc cho nó ok luôn. Bây giờ mình đã đặt sẵn ở đây một cái quạt chạy 12V này. Đấy, các bạn thấy rằng khí hậu mình đang phải mặc áo khoác luôn này. Đó. Và mình sẽ thử cái công suất của nó nhá. Đây là cái quạt 12V này. Mình sẽ thử luôn một cái công suất lớn này luôn này. Đây. Đó. Chúng ta có thể sử dụng bóng đèn 12V rất ok. Cứ phơi pin ra là có điện thôi các bạn. Và đây là cái dây của quạt kia. Mình sẽ thử luôn nha, quạt 12V. Đó. Ok luôn. Các bạn nhìn cánh nó chậm chậm như vậy thôi, nhưng mà thực tế là chạy rất nhanh nha. Các bạn nhìn thấy cái ở cái tầm ở giữa ấy, mình gắn đấy. Đó. Đây. Chạy rất là mạnh luôn. Đó. Với cái tấm pin Mỹ này chỉ có 300.000 trên một tấm thôi, tức là hai tấm thì chỉ có 600.000, và cái giá này giá tại kho các bạn nhé, chưa bao gồm ship. Đó, và nếu như mà chúng ta mua tới 4 cái tấm pin Mỹ như vậy, nếu chúng ta mua tới 4 cái tấm pin này, tức là tương đương với giá là 1.200.000, giá tại kho chưa bao gồm ship nhá, thì sẽ được tặng luôn một cái bộ sạc này, bộ chuyển đổi và bộ sạc này luôn. Cái này nó có sẽ nhiệm vụ là chúng ta sẽ hạ áp từ pin mặt trời, tức là 40V xuống một cái điện áp chúng ta có thể điều chỉnh được các bạn nhé. Điều chỉnh qua cái điều chỉnh này. Đó, chúng ta điều chỉnh được. Ví dụ ở đây mình đang đặt là 14.4V này, là có thể sạc cho bình ắc quy, hoặc là chúng ta có thể đặt lên 24V, tùy các bạn có thể thích. Đó, rất là hay và tiện. Và cái này là hiệu suất rất cao, nó lên tới 94-96%, chuyển đổi gần như là tiêu hao rất là ít cho pin. Chính vì vậy mà cái tấm pin Mỹ mà chúng ta có thể khai thác được hiệu suất của nó gần như là tối đa các bạn nhé. Chúng ta vừa có thể là sạc cho bình ắc quy này, vừa chạy các thiết bị 12V này, hoặc là thậm chí khi mà các bạn đã sạc vào bình ắc quy rồi nha, thì chúng ta có thể kích từ 12V này lên, từ 12V hoặc 24 này lên 220V luôn các bạn nhé. Nếu chúng ta chạy 12V chúng ta sẽ đấu song song tất cả các bình, còn nếu như mà đấu 24 thì chúng ta sẽ đấu nối tiếp, và chúng ta sẽ kích từ 24 hoặc 12 tùy theo chúng ta thích cái hệ nào lên 220V luôn, để chạy cho các thiết bị gia đình, ví dụ như tivi, bóng đèn thứ ok các bạn nhé. Và cái mô hình này, pin này thì nó là rơi vào trên dưới 70W một tấm. Và pin này là loại pin Mỹ. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem tem của nó như thế nào. Đó, thì các bạn sẽ tính công suất của nó. Ví dụ như pin 70W một tấm thì hai tấm là 140W. Hai tấm 140W trừ đi hiệu suất thì nó khoảng sẽ là 120W một giờ. Ví dụ như vậy thì các bạn sẽ tính được 120W một giờ. Và nó 6 giờ, ví dụ một ngày nắng được 6 giờ thì tương đương với khoảng tầm 600W, hơn 600W, 600-700W các bạn nhé. Tức là một ngày chúng ta sẽ thu được 600-700W điện này các bạn. Đó.
Và ngoài cái việc đó ra thì nó tiện lợi là khi mà mất điện chúng ta không cần bình lưu trữ, cứ nắng là chúng ta chạy được. Còn nếu như có bình lưu trữ thì càng tốt, thì khi mà chúng ta sử dụng vào ban đêm hoặc là buổi tối ấy các bạn. Đây, bóng đèn 12V, quạt 12V hoặc là sạc vào bình ắc quy, thì bộ này nó tương đương như là đổi nguồn và tương đương như bộ sạc. Bộ sạc tương đương như bộ sạc pin nhá. Và nó không phải là công nghệ PVKM đâu các bạn nhá. Nó là một dạng MPPT đơn giản các bạn nhá. Các bạn hình dung như vậy, hiệu suất của nó rất là cao, lên tới 94-96% chuyển đổi, cho nên là rất là ngon và nó thích hợp với cái tấm pin Mỹ này. Và nếu như cái tấm pin Mỹ này nó có một cái nhược điểm trên thị trường ấy, thì chính là do người ta không khai thác tối đa được bằng những cái bộ chuyển đổi như này các bạn nhé. Cho nên là những bộ chuyển đổi như này là bên mình đã thiết kế riêng cho cái dòng pin này các bạn. Đó. Và ngoài ra nếu như chúng ta mà dùng với cái hệ thống mà nó nhiều pin hơn, ví dụ như có thể lên tới 10-20 tấm pin này, thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ sạc MPPT trên thị trường, thì nó cũng sẽ đáp ứng rất là ngon luôn. Còn đây là một cái mô hình nhỏ, nó chỉ có bao gồm là 2 tấm pin Mỹ thôi, bao gồm 2 tấm pin Mỹ. Đó, hoặc là các bạn có thể lấy 4 tấm tùy, ghép bao nhiêu cũng được. Đó. Và bao gồm chỉ có thêm một cái bộ sạc này thôi. Các cái dây dẫn này chưa có bao gồm các bạn nha. Đây là mình chỉ đấu nối để cho các bạn xem thôi. Còn nếu như các bạn thích thì nó chỉ có là 2 tấm pin hoặc 4 tấm pin. Nếu như 4 tấm pin sẽ được tặng luôn bộ này. Đó, còn 2 tấm thì chúng ta sẽ phải mua riêng. Cái bộ này là 320 các bạn nhá. Đó, rất là ngon. Đây là các cái đồng hồ này, nó là phụ kiện không tính, bởi vì đây là mình mắc để mình làm cho các bạn xem nó trực quan thôi nhá, chứ nó không có bao gồm trong cái bộ giá tiền như vậy. Đây. Đó. Mình sẽ bắt cái này vào luôn cho các bạn xem nhá. Đây. Pin cứ mang ra phơi nắng là các bạn có điện dùng thoải mái luôn. Giá thì rẻ vô cùng, chỉ có 300.000 một tấm, thì các bạn thấy rằng những ai mà làm về nghề kính thì biết rồi, chắc là một cái tấm mặt bàn mà các bạn cắt to như này thì chắc nó cũng phải ngang ngửa tầm đây đâu đấy, tầm như thế rồi các bạn, 300.000 thậm chí còn hơn các bạn. Mà cái này nó rất là đẹp luôn, nó còn bo cạnh luôn này các bạn này, nhìn rất sướng luôn, sờ thoải mái không đứt tay các bạn nha. Làm mặt bàn cũng đẹp luôn, hoặc là trang trí ở những cái chỗ mà trước cửa nhà, ví dụ như ở đây các bạn có thể lợp luôn, trang trí luôn ở cái phần đường vào này, vừa có điện dùng mà lại vừa đẹp, nó chắn mưa nắng luôn. Giá thì nó rẻ như là gạch đã hoa các bạn. Đó. Phơi nắng là ra điện luôn. Quạt chạy về về. Đây. Đó. Và phần này là phần báo điện áp này. Với cái bộ phận này thì đang chạy là 18W nha. 18W này. Điện áp của pin bây giờ vẫn là 40V luôn này. Dòng tải của nó là 0.46A. Với một tấm này thì dòng của nó là hơn 1A các bạn nha. Còn đây chính là tem thông số của nó các bạn nha. Với cái loại tấm pin Mỹ này thì nó đề rất là chính xác các bạn. Nó đề rất là chính xác về cái số watt. Có tấm thì nó đề là 70W, có tấm thì đề 72W, có tấm thì đề 68W. Có nghĩa là nó cho phép sai số tới 5% các bạn nhé. Sai số 5%. Và với hàng này là hàng như kiểu hàng Mỹ, cho nên là cái thông số này đề rất chính xác luôn các bạn. Đó, cho nên là các bạn hình dung như pin này là pin 70W với kích thước là bằng nhau, nhưng số watt này có thể sai số 5% các bạn nhé. Mình nói rõ luôn, bởi vì có những tấm nó đề chỉ có 68 hoặc 67W thôi, có đề có loại thì đề 72W ví dụ vậy. Đó. Và cái công suất của cái loại pin này là 72W rồi, còn điện áp của nó là lên tới 46.6V. Và cái dòng ngắn mạch của nó là 2.3A, dòng chạy liên tục của nó là 1.95A. Đó, điện áp chạy hoạt động là ở ngưỡng là 35.9V. Đó, và các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hãng của nó này, Bao Solar này. Bao Solar và made in USA luôn. Pin thì nó siêu rẻ luôn các bạn. Đó, pin này thì nó là pin mới, nhưng mà khi để trong kho thì có thể bụi bẩn chút thôi các bạn nhé. Pin mới luôn, chưa dùng. Đó, giá thì chỉ có 300.000 trên một tấm thôi, chưa bao ship nha các bạn nhé. Và đơn hàng sẽ bán từ 2 tấm trở lên. 4 tấm sẽ được tặng luôn cái bộ chuyển đổi nguồn, bộ sạc MPPT đơn giản hiệu suất cao, với giá là 320.000. Và với cái mô hình này thì mình thấy rằng rất hay cho những anh em nào chúng ta bắt đầu mới chơi pin mặt trời, hoặc là chúng ta có thể chơi những cái này để mà làm những cái bộ phận phát ra điện thắp sáng cho những khu vực tối. Và rõ ràng ban ngày nó vẫn tối các bạn. Chúng ta cứ cho nó vào và qua cái bộ chuyển đổi, sau đó thì cho bóng đèn chạy suốt ngày đêm, cứ nắng là sáng thôi. Rất là ok luôn, giá thì siêu rẻ luôn các bạn. Giá 2 tấm này chỉ có 600.000 thôi. Nếu lấy 4 tấm này thì là 1.2 triệu, và được tặng kèm luôn cái bộ chuyển đổi này các bạn nhé. Bộ chuyển đổi này là bộ chuyển đổi MPPT hiệu suất cao, loại đơn giản. Đó, và được thiết kế riêng cho những cái tấm pin Mỹ này, cho nên nó mới có hiệu suất cao được các bạn nhé. Đó, ngoài cái việc mà chạy trực tiếp như này, chạy trực tiếp ví dụ như là quạt 12V này, bóng đèn 12V này, và nó có thể điều chỉnh lên cả 24V được các bạn nhé. Ngoài cái việc đó thì chúng ta có thể sạc cho bình ắc quy ok luôn.
cứ nắng lên là sạc ắc quy, thậm chí là tối chúng ta mang ắc quy này đi dùng cho cái việc khác, kích lên 220V hoặc là cũng chạy các cái thiết bị 12V. Nếu như ban ngày chúng ta không chạy hoặc là không dùng hết điện của nó thì chúng ta sẽ sử dụng cả bình ắc quy lưu trữ này. Đó, thì bình ắc quy lưu trữ này thì bên mình cũng cung cấp luôn nha. Với cái loại này là của hãng Chinqui A8 và dòng của nó là 20,3 Ah/1 bình nha. Đối với một bộ này thì nó sẽ lưu trữ được khoảng xấp xỉ một số điện, xấp xỉ số điện. Đó, thì chúng ta sẽ lưu trữ được với cái bộ này rất ngon lành, một ngày nó có thể sạc đầy nếu chúng ta không dùng. Hoặc là ban đêm chúng ta lấy điện từ bình này ra để chạy, quá là ngon luôn. Giá của một bộ bình này thì mình báo giá luôn là 2.030.000 được bao ship các bạn nhé, được bao ship. Còn lại thì các cái pin mặt trời như này thì sẽ chưa bao gồm phí vận chuyển các bạn nhé, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, tức là 2 tấm thì 600, bán từ 2 tấm và 4 tấm là 1.200.000 thì sẽ được tặng luôn một cái bộ 320.000 này. Bây giờ hiện tại thì đang kích cầu những người dùng cho nên là với có cái ưu đãi như này thôi các bạn nhé. Rồi, và mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.